Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mệt mỏi quá. Thầy tối hôm qua làm việc nhiều quá cho nên bây giờ mệt muốn chết luôn trời. Ủa chuyện gì xảy ra vậy ta? Ê cái gì vậy? Oh my god. Sao tự nhiên bây giờ mình biến thành skin của Sammy rồi? Cái gì xảy ra vậy? Gì kỳ vậy ta? Rõ ràng thầy tối hôm qua mình nhớ là mình mới vừa quay video cho bạn fan xem xong cái mình vô phòng mình đi ngủ. Chứ mình đâu có qua nhà Sam đâu. Sự tự nhiên bây giờ mình ở bên nhà Sam rồi mình bị biến thành skin của Sam luôn là sao vậy ta? Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Oh my god. Trời ơi ba mẹ ơi, con biến thành con gái rồi. Trời ơi, chết rồi, bây giờ sao ta? Đúng rồi, mình phải qua bên kia. Qua bên kia đi tìm Sammy. Ủa Sammy ơi. Trời ơi trời ơi, đi ăn ăn thôi vậy thôi. Trời ơi buồn ngủ quá trời luôn. Ủa gì đây, tự nhiên đâu ra toilet mình có gương hình cũng không cần vậy. Trời thấy ghê hà. Trời ơi vừa béo vừa mập vừa xấu quá, thôi ghê quá, thôi đi ăn sáng thôi. Ủa sao tự nhiên mình vô nhà ăn phong cận nằm chi vậy trời? Hay ăn chi nhìn thấy nhà là lạ. Trời ơi trời, cái gì? Sẽ làm rùm bang ơi, mọi người la làng lên á, cho nên là không thể nào nói cho mọi người biết được, hiểu không? Bây giờ á, chúng ta phải cùng nhau âm thầm tìm cách để biến lại bình thường, Sam hiểu không? Bây giờ phải âm thầm mà. Đúng rồi, cái team này nhiều chuyện lắm, mình mà nói ra cái trời ơi người ta biết là nguyên team mình cười mặt mình cho mà xem chắc đúng luôn. Đúng rồi trời, cái team mình nhiều chuyện lắm, bây giờ mình bị hoán đổi cơ thể ha, là thế nào ông dịch ổng cũng sẽ chụp hình bọn mình lại, ông đăng lên Facebook caption là trời ơi sống thế nào mà bị hoán đổi cơ thể, đúng là gọi là những người khẩu nghiệp thường hay bị gọi là lực nhân quả đó, kiểu thế. Hả ông dịch ổng xấu tính các bạn ơi, cái gì ổng cũng đăng ở Facebook hết trơn á. Bây giờ bọn mình không thể nào để cho dịch biết được chuyện này, cho nên là chúng ta phải giấu kín chuyện này, sao hiểu không? Hiểu rồi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình là làm gì? Bây giờ không lẽ là tôi biết thành phong cần là tôi bây giờ học cách làm phong cận hả? Biết gì trước giờ ông làm gì? Tôi cũng đâu biết đâu, giờ làm cách nào để tôi
tuổi bà trở lại bình thường tôi sợ quá. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao để trở lại bình thường đây? Trời ơi. Tôi đâu có nhớ là tôi với ổng là hẹn nhau bí mật làm chuyện gì đâu ta. Ủa cái chuyện gì? Ủa, nhưng mà giờ trả lời sao đây? Giờ trả lời sao? Chị tôi có nói lên lỡ bị lộ bây giờ. Bí mật gì đây? Thì bây giờ á Sam phải nghe lời tôi nè. Bây giờ Sam đang đóng vai là tôi, hiểu không? Còn tôi đang đóng vai là Sam. Cho nên á ông Dịch hôm qua tôi có hẹn ổng là đi chơi chung nhau, cho nên bây giờ Sam đi chơi chung với Dịch đi, đúng không? Để cho bị lộ. Đừng bị lộ. Hôm qua hai anh em mình gì ta đi hẹn đi chơi đúng không? Em nhớ rồi, em nhớ rồi. Ok, trời ơi, mãi mới tìm được chỗ bí mật này. Đi chơi. Sam, em nhớ chị em mình đi chơi mà. Ủa Sam. Ủa chị đang kêu em à? Ủa em. Ủa Sam, chị đang nói cái chuyện đấy rồi. Miệng chị là Sam chứ có phải là Phong đâu mà em. Ôi chết, chị gọi em đó. Quên đó bạn ơi, mình quên mất mình đang đóng vai là Sammy. Trời ơi, quên. Ơi, da em. Em này chị, sao chị? Em ổn không chị? Nhớ bình thường giọng em đục ngọt lắm mà sao hôm nào em lại kỳ vậy? À, giọng em á thì giọng em hôm nay em bị đau họng á chị. Nhưng mà chị cho em nói chuyện bình thường được không? Em hơi bị đau họng xíu á. Thì tất nhiên là được rồi, có ai bắt em đâu. Ôi vậy thôi, chị cho nó khỏe. Ok. Em nói chuyện bình thường là chị. Mình đi tiệc trà thôi. Trời ơi, sim chờ lâu lắm rồi mà không biết sim còn ở đây không nữa. Chờ lâu quá rồi kìa. Ủa? Hôm nay là Sammy có hẹn chung với chị là đi tiệc trà hả? Ủa là em đúng có rồi. Hẹn với chị á. Ok, được. Hẹn với ai chứ chẳng lẽ hẹn với Phong Cận hay là Kyron? Dạ rồi em nhớ rồi. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên đen lúc rắc rối bị hoán đổi cơ thể mà còn đòi đi chơi chung nữa trời. Khổ. Vậy thì hai đứa mình đi chơi ha. Đi. Trời ơi, giờ sao đi trời, khổ quá. Có ai cứu tôi không? Ai, trời ơi, cái gì đâu mà quá trời đồ ăn vậy, nhìn hấp dẫn quá mấy bạn ơi. Trời ơi, tính ra là con gái cũng thú vị cái ha, được đi tiệc trà các kiểu tha hồ ăn uống nói chuyện với nhau. Cảm giác thanh lịch gì đâu luôn trời, cảm giác thoải mái thật sự. Ôi nhưng mà, Mui ơi, Sim đi đâu chị? Hình như Sim có việc bận, Sim về trước rồi, nãy chờ không được á. Em biết gì không? Hả? Tính ra hội chị em mình ngồi ở đây nói chuyện cũng buồn lắm á. Buồn ghê luôn á. Tính ra là em thấy tiệc trà thì ăn uống cũng vui nè, nhưng mà không có chuyện gì để mình nói chuyện hết, cũng hơi buồn. Chị có chuyện gì vui vui kể em nghe đi. Từ bình tĩnh, em bình tĩnh để chị ngó đã con. Ủa, okay. Có gì ạ? Thời gian đã điểm, địa điểm đã sắp đặt. Đã đến lúc chúng ta nói xấu hội anh em nha. Cái gì nói xấu hội anh em? Ủa là sao chị? Nói xấu hội anh em là sao? Ủa sao em lại bất ngờ? Tính ra đây là truyền thống của hội chị em mà. Tưởng thế nào, hóa ra là hội chị em cũng hay đi nói xấu hội anh em ha. Trời ơi, hôm nay mình biến thành Sammy mình mới phát hiện ra cái bí mật này. Trời ơi, tưởng thế nào. Ok chị. Ủa mà mình nói xấu gì à chị? Mình nói xấu ai giờ? Trời ơi, nói xấu hội anh em thì tức là nói xấu tất cả hội anh em chứ còn ai đâu. Bây giờ từ từ ai đi. Bây giờ đầu tiên đến Điểm Phong Cận. Hả? Đấy, em có để ý là Phong Cận ăn hơi bị nhiều không? Mà phải lên cân nữa. Tính ra Phong Cận ăn nhiều như thế mà rõ ràng là em xinh như thế mà sao em yêu được Phong tha, chị không hiểu luôn á. Ok chị, em cũng thấy Phong dạo này ăn hơi nhiều nha. Ăn nhiều đúng đó. Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Trời ơi, em biết không, hôm bữa có con gà là chị có con gà siêu to khổng lồ này. Phong qua phong luôn một cái, hết sạch con gà luôn. Sợ thật sự luôn đó. Trời ơi mấy bạn ơi, tính ra là hôm bữa ấy, bà ca mui, bà mua gà quay về bà ăn hết rồi, xong bà cho mình có mỗi một cái cánh gà thôi mà bà kêu mình ăn hết. Trời, bịa chuyện kìa, các bạn thấy không? Thiệt, tôi không ngờ chị em vậy luôn trời. Rồi, sao nữa chị? Rồi, xong rồi, bây giờ đến ai ta? Bây giờ đến Kyron đi. Kyron, nói xấu Kyron. Kyron rất
rất rất là ngoan luôn. Mà lại còn tốt nữa, lại còn chăm chỉ nữa. Mà không hiểu sao á, dạo này rất là lười. Sau một hồi chị suy nghĩ, chị tính toán thì chị phát hiện ra là lúc nào Kai đi chơi á cũng đều là Phong rủ hết trơn à. Trời. À, ý chị là Kairon ngoan hiền dễ thương mà Kairon lười biếng là do Phong rủ đi chơi đúng không chị? Thì đúng rồi á. Nên là chị okay. Vừa nói với em để em nói với Phong để làm sao mà cho Phong đừng rủ Kai nữa. À rồi, ok. Trời, hóa ra từ trước giờ mình tôn trọng Camui, mình xem Camui như một người chị thân yêu của mình vậy mà bây giờ ha. Tôi biết anh Sammy rồi, tôi mới biết là Sammy với lại Camui hay nói xấu mình mấy bạn ạ. À. Trời ơi, thương yêu nhau quá. Ok. Ôi chị hả chị? Ôi vui quá. Rồi, sao là em lại là có gì không? Nói xấu em à. À, em thì dạo này bình thường lắm. Em á thì em trong mắt em thì Phong cận lúc nào cũng đẹp trai với hành tinh vũ trụ hết với điện ảnh Minecraft á đó. Phong rất là chăm chỉ, buổi sáng 6 giờ sao Phong dậy tập thể dục thể thao hiểu không? Cơ bắp xấu muối cuồn cuộn. Đó, lúc nào Phong cũng chăm chỉ hết trơn á, quay video thì rất là gọi là vui luôn, quay cho bạn fan xem. Phong hơi bị thương fan luôn á chị. Trời ơi. Phải không? Em là ai vậy? Em là Sam nè. Ủa? Bình thường Sam đâu có nói như vậy đâu. Sam nói còn hơn thì hơn chị nữa cơ mà. Làm sao mà chị... Không em có bao giờ khen Phong đâu. Em là ai? Trời ơi, thì ra bà Sam lúc nào bà cũng chơi bay mình hết các bạn ơi. Thiệt luôn á. Vậy mà dám nói là thương mình mà đi nói xấu mình, vậy là không thương mình rồi. Ủa nhưng mà khoan từ, không biết bây giờ Sammy đang như thế nào ha. Ủa, ủa hôm nay ra biển tắm biển hay sao vậy, ra đây vậy? Trời ơi, hôm qua bạn với nhau 3-4 tiếng đồng hồ, hôm nay hỏi là sao? Ủa chứ bây giờ ra biển không tắm biển, hôm nay làm cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một chỗ cực kỳ tuyệt vời, đó là... Trời ơi, hôm nay em nhớ anh với em rủ nhau đi chơi mà đâu ra mấy cái ông mà mặc áo đen thùi lui thì gớm vậy. Trời ơi, ủa chi chiêu vậy anh? Ủa sao em mất rồi à? Tối hôm qua anh với em bàn nhau ký như vậy mà, em biết không? Ủa? Mấy tên kia, nghe cho ra đây. Anh nói cho mấy người biết nè, hôm nay giật xe ôm, à quên lộn nhầm, giật tôn thôi đi cùng với cả Phong tay mình. Hôm nay nhá, ta sẽ trả thù các ngươi vụ ngày hôm qua, em biết gì không? Hôm qua nhá, anh ra siêu thị đứng xếp hàng mua kem mà em biết không, em nhìn không, nguyên một từng này người ra nó đứng một cái hàng dài mấy km luôn, đúng đến lượt ăn mua kem hết hàng em có tức không, chịu nổi không? Rồi thì chuyện anh mua kem gì liên quan đến em mà anh dẫn tới đây gặp mấy người này hả? Ủa sao không qua được, hôm qua thì mình bàn với nhau mấy tiếng đồng hồ lận mặt nè, mấy tiếng chưa? Ta nói cho mọi người biết nè, hôm nay nha ta dẫn theo Phong Diamond đi cùng với ta, không cần ta phải ra tay luôn. Một mình em của ta chấp hết. Cái gì? Em bảo là em ra đánh mấy người đấy hả? Trời ơi, sao đánh không? Rồi, anh nghĩ sao giờ em con gái nhà lành đâu biết quánh nhau đâu, anh đòi quánh nhau. Đúng rồi, Phong Diamond á, em ta là con gái nhà... Ủa, cái gì vậy? Em là con trai. Đúng rồi, mình lại con trai muốn cái chỗ đúng không? Mạnh mẽ lên, cầm lên. Con mày láo à, có hai đứa thôi mà dám gọi là đòi đánh hết bọn ta hả? Tụi bay đâu? Đánh đó! Trời ơi! Trời ơi! Chạy đi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Không biết quánh nhau thì đâu có quánh. Trời ơi! Trời cứu tôi! Dịch báo quá! Trời ơi! Báo quá! Cứu tôi! Mấy anh ơi! Em xin lỗi với anh! Em với mấy anh ơi! Đừng có đánh em mà! Trời ơi! Em là gái! Mấy anh ơi! Bạn trai đâu? Ai? Người ta bảo người ta là con gái rồi mà không chịu nghe, người ta quánh bầm giật cái mặt nè, trời ơi cái mặt như cái vẽ rồi nè. Ủa cái gì vậy, sao hôm nay Phong quá, anh em mình đang mạnh mẽ hôm nay mà khóc dữ vậy, thôi thương này. Trời ơi mạnh mẽ cái gì à? Anh nghĩ sao mấy ông kia, trời ơi dần đầu dần nữa dần cổ em xuống dưới nước, nhìn cái mặt em trình bành rồi anh còn nói gì nữa. Trời ơi trời, anh có thiếu mà đã la làng cái rồi, thôi thương này, hôm nay để dẫn đi chị mua đồ bù nè, rồi thích gì em đây anh bao hết. Cái gì? Anh bao hết nguyên cái siêu thị luôn, chắc chưa? Đúng rồi. Ui, vậy thì tiếc trời, ok, trời ơi, đi lừa đầm thôi. Trời ơi, nhiều đầm đẹp quá. Trời ơi, đầm. Đi lừa đầm.
Trời ơi, đầm xanh, đầm đỏ, đầm tím, đầm vàng. Hôm nay được mình đi lỡ đầm mấy bạn ơi. Trời ơi, còn được miễn phí đó. Trời ơi, trời ngại gì bao mua. Ui, đầm nào, ui, đẹp vậy. Ui, đẹp quá trời luôn. Ui, trời ơi. Ông thấy đi mua đầm phong á, đi mua đầm vậy. Ui, đẹp quá à. Trời ơi, cái bộ đầm màu hồng có đẹp gì đâu. Mấy bạn hồng cánh sen luôn. Rồi bây giờ mình tới mình khoe cho mấy bạn ơi. Dịch ơi, dịch. Em thấy đẹp, đẹp xoay vòng cho xem nè. Trời ơi, em là nửa đồ là nhất cái nách nha. Tại cái nách nó giật giật luôn nè, đẹp không? Anh Pháo ơi, hôm hả? Hôm nay em có ổn không hay? Ủa, anh đánh bị đánh vô đầu xong rồi cái đầu nó lú rồi sao? Ủa, em mặc đồ kỳ á. Ủa gì đồ kỳ? Này đẹp à. Mình có thay mà đâu. Ủa, chết trời ơi. Mình là phóng cứng vậy Sammy. Cái này là em lựa, em tặng Sammy. Bây giờ tại vì xem Sammy em có đây, em ướm thử quay đồ có vừa không. Chà, đồ mặc thoải mái dữ ta. Kiểu này là Sammy mặc vừa rồi. Thôi bây giờ em đi tính tiền nha anh. Trời ơi, cũng có gì hết trơn, em thử đồ em xem. Ủa Sam giờ mặc từ size L lên size XL ta. Kỳ vậy. Ủa hồi nãy mới vừa uống tiệc trà xong, ăn quá trời quá đất, ăn gà quay, ăn bánh kem, ăn tùm lum tùm la. Tự nhiên bây giờ Mui còn dẫn em đi ăn hải sản nữa. Mui, trời ơi, vô cái quán hải sản ngon vậy hả? Mui tốt bụng với em vậy? Trời ơi, có gì đâu mà tốt. Em hôm qua em vừa nói rồi, em chỉ cần một tin nhắn cho chị thôi là chị biết ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì. Nên là bây giờ mình cứ ăn thoải mái thôi. Trời ơi, đã quá vậy. Ủa nhưng mà hôm qua em nhắn gì cho chị, em không nhớ. Chị nói lại em nghe. Hả? Em hôm qua em nhắn là lương của Phong về rồi. Thế là đủ rồi. Cái gì? Lương của Phong về rồi. Ủa vậy có nghĩa là lương của em nhằm lương của Phong về là chị với em thường hay đi ăn hải sản vậy hả? Ủa tất nhiên rồi, mình không chỉ đi ăn hải sản mà mình còn đi mua quần áo này, đi làm tóc, cái gì? Làm nail, làm móng này, rồi đi gọi là trang điểm này. Trời ơi, quá nhiều việc phải làm luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, ở nhà Sammy mua cho mình có mỗi cái đôi dép lào, rồi mỗi buổi sáng bà cho mình toàn là ăn bánh mì không à, ăn bánh mì với lại gì ta, cá khô đóng hộp. Mà bây giờ bà đi ăn hải sản, bà đi mua quần áo, bà mua giày hiệu, bà sơn móng tay móng chân, bà lấy tiền lương của mình mấy bạn ơi. Trời ơi trời, sao mà tim tôi đau quá men. Ok vậy hả chị? Nhưng mà chị ơi, em nói chị nghe nè. Em nghĩ là tiền lương của Phong á, bọn mình không có nên xài vậy đâu. Thôi bây giờ em về nha chị. Trời ơi em yên tâm, ngoài lương của Phong ra mình còn lương của Bít nữa cơ mà. Ngoài lương của Bít về chị em mình cũng đi chơi mà, lo gì đâu. Cái gì? Chia đều. Trời ơi, trời ơi, bạn thấy không, làm đàn ông con trai khổ lắm mấy bạn ơi. Tiền lương là lúc nào cũng sẽ bị bạn gái lấy hết. Nhưng mà khoan từ, Dịch với Mui có phải là bạn trai bạn gái đâu mà cũng đưa tiền lương cho nhau ta? Thôi. Bây giờ là mình ngồi đây đi. Chờ quán đi, cho tất cả những món ngon nhất ở đây, ăn không hết thì bỏ. Cái gì? Cho tất cả những món ngon nhất? Trời ơi, kiểu này nha là cái hóa đơn lên tới rồi là cả chục triệu luôn bạn ơi. Tim tôi đau quá men. Trời ơi bạn ơi, buồn quá. Sammy bà dùng hết tiền lương của mình. Ủa bộ quá, đau mặt quá, mặt sưng hết trơn rồi. Sammy tôi buồn quá. Nè, tôi nói bà nghe là nha, bà bị đánh thì sao? Tính ra bà dùng hết tiền lương của tôi để bà đi sơn móng tay, bà mua quần áo, bà ăn hải sản, bà ăn uống tùm lum la, bà tiêu hết tiền của tôi bà còn nói hả? Ủa, ai nói chồng biết tin đó mà ông nói nghe tầm sao vậy? Tôi có làm, tôi tiết kiệm giúp ông, ai mình làm nè, cho đó? Nè nha, tính ra là từ sáng giờ tôi biến thành bà cho nên tôi mới biết nha, là chị em mấy người á còn nói xấu hội anh em bọn tôi nè, rồi còn dùng tiền lương của anh em bọn tôi đi mua sắm quần áo, là sơn móng tay, làm điệu các kiểu á. Mấy người còn nói nữa. Ai biết gì đâu. Ủa tôi biết cái trơn á, không la vậy. Đừng đánh trống lẻ nha. Bây giờ tôi nói bà nghe nè, tôi không muốn làm con gái đâu. Làm con gái phiền phức thấy mồ à. Còn chưa kể làm gì ta, làm bạn chung nhóm hội, hội chị em nữa. Hội chị em suốt ngày nói xấu tùm lum la trên tôi à. Tôi không muốn làm gái đâu. Tôi trở thành trai lại đi. Trời ơi, ông nghĩ gì, ông lẹ, ông nghĩ tôi thích làm trai vậy, ông trai vậy đâu mà nhìn là cái mặt tôi là trời ơi thích đi. Hồi lên nãy em buổi sáng ông Dịch dẫn tôi tới gặp mặt đúng người á, trời ơi mấy người bắt nạt tôi, ông nhìn cái mặt tôi nè, trời ơi ai thích làm trai, ông trai vậy đâu mà giữ tính thấy mồ à. Đâu Sam, giờ tôi nói bà nghe nè. Hay là bây giờ á, hai đứa mình đi gặp Camu với lại Dịch, bọn mình nói với họ, kể cho họ ngay về cái câu chuyện này để họ giúp bọn mình trở lại bình thường hay được không? Đáp không? Rồi hai người cái cưới mặt mình sao?
bây giờ trong làng Hello Team mình á chỉ còn có mỗi Dịch với lại là Camui thôi, chỉ còn có cách nói chuyện với hai người đó thôi à. Thôi chắc vậy quá chứ tôi không muốn làm này đâu, trời giả thật đâu mệt chết rồi, người ta gái gùng làm trai đúng khó luôn á trời. Còn tôi thì tôi cũng không thích làm gái đâu. Thôi rồi bây giờ mình đi kiếm Dịch với Camui đi. Đi đi nhanh lên nhanh lên. Ừ, đi. Nhanh lên nhanh, trời ơi trời, không muốn làm trai nào hết trơn luôn á. Ê, khổ à. Dịch ơi, Mui ơi, mọi người đâu? Dịch ơi. Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây. Tôi thấy Dịch với Mui kìa. Dịch đây Mui ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà cười nham hiểm vậy? Ủa? Trời trời, chưa nắng ra ngoài thì người giữa đường gọi là cười. Ủa? Chứ không vậy? Ừ, trời ơi, Mui. Kế hoạch này thật là hoàn hảo, quá là perfect luôn. Chứ đi. Còn kế gì hoạch nữa? Ê, Sam, cái gì mà kế hoạch gì mà nghe cười kiểu nghe mờ ám quá vậy? Hay là hai đứa mình thử núp vô nghe coi hai người đang nói gì đi. Ừ chứ mấy hai ông bà này tự nhiên giữa trưa giữa nắng đứng giữa đây cười cười không không biết điên cười, làm cười, gì cười, á. Cười cũng chết luôn á. Khổ quá. Vô đây vô núp. Chút chút tới gần gần vô tới gần đây đây nè đó đứng đây núp nè đó. Ok rồi, ok. Để coi coi mấy người đang nói gì vậy ta? Mr. Vin, bạn đã hoàn thành kế hoạch trôn Sammy và phong cận của chúng ta chưa? Ôi ôi, dâm ba kế hoạch này anh thua gì? Mình đã chuẩn bị hết rồi. mình đặt TNT ở trong nhà Sam nữa. Bạn đọc đặt của nhà Phong chưa? Mình đã đặt kín nhà Phong từ toilet ra tận cửa chính luôn rồi. Tuyệt vời. Bình thường á, hai đứa nhỏ ấy á rất là không ổn nha. Bây giờ mình với bạn là chôn Sam với Phong là xong rồi nha. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần gạt cái cần này thôi là nhà thì của Sam và Phong đều bông. Lần này tôi là hai đứa đó sẽ bị chôn tơi bời. Đúng rồi, chuẩn bị thôi. Và nói chung là phải cho hai đứa nhóc lại biết thế nào là lễ độ cho cái tội là phá làng phá xóm. Đúng rồi, phải cho mấy đứa nhóc biết thế nào là mình là anh chị, dân anh chị ở trong làng đúng không? Trời ơi, cái gì Phong? Trời ơi, thấy chưa? Sam thấy chưa? Tôi nói với Sam nghe, Sam thấy chưa? Chị em đó, chị em á suốt ngày nghĩ mấy trò quậy phá nhau, thấy chưa? Hả? Ủa chứ sao Dịch ganh em với ông kìa, cuối cùng muốn làm banh xác nhà hai tụi mình kìa. Trời ơi trời, giờ sao đi Phong? Bây giờ làm cách nào đây? Nhà mình banh bây giờ. Yên tâm đi. Tính ra là hai cái người này nhìn vậy thôi nha, người lớn vậy đâu mà chơi kỳ. Ơi đặt TNT vô nhà của tôi với Sam. Thôi được. Ơi Sam ơi, bây giờ tôi nói bà nghe nè. Tôi có một cái kế hoạch như thế này. Bà nghe tôi nói nha. Bây giờ nha, tôi với bà chạy trong nhà của bọn mình á, tháo hết TNT ra, đem đặt ở bên nhà của Dịch với lại Mui. Để cho hai người tự là làm đổ hai cái nhà này à. Ờ, đúng rồi. Ha, hợp lấy cho hai người gọi là biết thế nào lễ độ, dám cho hai tụi mình. Ok, đi. Này thì Dịch với Mui hả? Tưởng thế nào hóa ra cũng quậy phá, đâu có thua gì bọn mình đâu bạn. Được rồi, bây giờ tôi sẽ lấy hết TNT ở trong nhà của tôi mà Dịch đặt đó bạn. Mình sẽ đem qua bên nhà của Dịch, mình để hết luôn. Nhanh. Rồi tôi cũng vậy nha, chờ tôi xíu. Ok. Ok bạn ơi, và sau 30 phút, mình và Sammy đã lấy hết TNT ở trong nhà của bọn mình, bỏ vô trong nhà của Dịch với lại là Camui rồi. Bây giờ á, bọn mình chỉ cần đứng đây chờ hai người đó gạt cái cần gạt cái thôi, là bùm 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 luôn. Mà khoai từ, Sammy, chỗ này hơi nguy hiểm, tôi nghĩ là tôi với bà phải nên núp ở chỗ khác. Đúng rồi, tự nhiên nó ngân ngã ông Dịch chê tí nào, ngã ông Dịch quan sát cho mà xem từ từ. Cái nhà ông Dịch mà đổ một cái thôi là dính bọn mình luôn, mình chạy qua đây. Đứng đây nè, nó đứng đây chỗ, trời ơi, thông minh liền. Ôi trời, Mui ơi, đã chuẩn bị xong chưa? Tôi háo hức quá, bây giờ tôi muốn cho hai đứa nó biết thế nào là lễ hội luôn. Bạn cứ bình tĩnh thôi. Đây, đến giờ rồi nè. Chuẩn bị nhá. 3 đi. 3 2 2 1 1 3 nhà hai người nổ rồi. Dạ, sợ chưa? Người mà rồi trong này hả? Chưa sao? Không biết đâu, Mui
mát mẹ nữa. Mình xuống bên dưới cho mình biết nha. Câu chuyện này mình thấy khá là vui luôn á. Mình thì phát hiện những bí mật của họ chị em, còn Sam thì phát hiện những bí mật của họ anh em, vô cùng vui luôn. Nếu các bạn muốn mà mình sẽ làm thêm những cái video hoán đổi cơ thể như thế này nữa thì đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bây giờ thôi Sam ơi, giờ tôi về đi, tôi đi bệnh viện đây. Trời đau quá, đau quá. Trời ơi. Từ. Trả lại tiền lương cho tôi. Cái gì con chó biết bay? Đâu con chó biết bay đâu? Ê! Sao?